Mình chào các bạn, hôm nay mình có mặt tại dòng sông bên những xà lan chở đá cho các bạn cùng xem. Đây là những chiếc xà lan chở đá về Bến Tre. Ở đây một chiếc xà lan hầm của Sài Gòn các bạn. Và đây thêm một chiếc xà lan chở đá nữa, chở đá mi không các bạn. Những xà lan này lấy đá hướng Long An bây giờ chạy về Chợ Gạo và rồi về Bến Tre các bạn. Xà lan chở đá mi trắng rất là đẹp luôn. Xà lan này của Bình Dương các bạn. Chiếc xà lan xanh rất là đẹp luôn. Một chiếc ghe chạy sấy nước rất là đẹp luôn các bạn.
Đây là chiếc ghe chở những ống bơm cát này các bạn. Đây là một chiếc tàu đầu kéo chạy không có kéo bông sắt các bạn. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của em.